Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Với các chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục không chỉ thuộc về chính phủ, mà mỗi tỉnh bang tại Canada luôn có những chính sách ưu đãi khác nhau để thu hút thêm nhân tài từ ngành giáo dục. Nổi bật nhất là tỉnh bang Manitoba. Những năm gần đây, tỉnh bang này có một tên gọi quen thuộc hơn trên thế giới nhờ chương trình khuyến khích nhập cư và đầu tư. Tuy vậy, ngày càng nhiều phụ huynh sớm định hướng cho con mình sang vùng đất này để hoàn tất những chương trình học phổ thông và đại học trước khi chính thức trở thành công dân ở đây. Cơ hội việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp đang làm nên thương hiệu của tỉnh bang Manitoba. Cụ thể là sinh viên dễ dàng có việc làm và được khuyến khích ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp. Với tổng chi phí du học ở mỗi năm chỉ khoảng là dao động 350 triệu đến 400 triệu, du học sinh còn được miễn giảm toàn bộ bảo hiểm y tế trong thời gian du học ở đây. Ngoài ra, chính sách hoàn 60% học phí lên đến 500 triệu đồng được chính phủ Canada trả từng năm cho những sinh viên làm việc tại Manitoba sau khi tốt nghiệp. Và để biết thêm thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện nhập học, các bạn vui lòng liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771 với trường Đại học Manitoba. Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, Đại học Manitoba không chỉ đem đến chất lượng giáo dục vượt trội mà còn tạo cho sinh viên rất nhiều cơ hội. Nhờ vào vị thế của trường, chương trình Corp and Internship từ 4 đến 16 tháng áp dụng cho 29 chuyên ngành từ tài chính, kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, truyền thông, kiến trúc, hàng không, v.v. thu hút hầu hết sinh viên tham gia để tích lũy kinh nghiệm, kiếm thu nhập và tăng cơ hội việc làm định cư sau khi tốt nghiệp. Với 27.000 sinh viên, trong đó có 10% là sinh viên quốc tế, nhà trường có phân viện ICM, đào tạo dự bị đại học và chương trình cử nhân năm 1, giúp sinh viên quốc tế được nhận vào đại học với thủ tục và điều kiện đơn giản hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và hội nhập vào cuộc sống mới. Chương trình đại học lý tưởng cho học sinh lớp 11 hệ thống trường quốc tế, cơ hội việc làm định cư sau khi tốt nghiệp tại Canada, thực tập hưởng lương và chế độ miễn bảo hiểm y tế, chính sách hoàn 60% học phí. Đây đều tất cả là những điểm nhấn của chương trình học tại Đại học Manitoba. Hãy đến với Tân Đại Dương khi bạn đang có ý định du học, với các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ luôn hỗ trợ tốt nhất cho các bạn về các thủ tục hồ sơ. Mọi thông tin chi tiết, các bạn và cũng như các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ đến hotline 0996277629 hoặc 0166515771 hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Với những bạn mà có ý định sang đất nước Canada để du học cũng như là sẽ định cư lại đây sau khi tốt nghiệp, thì với kinh nghiệm của mình, chị Bích có thể tư vấn để cho các bạn được rõ các bạn sẽ nên lựa chọn những ngành nghề gì để theo du học ạ? Tôi cũng xin chia sẻ như sau. Theo danh sách các ngành nghề mà đang cần gấp tại Canada thì hiện nay có 38 ngành nghề đang được quan tâm. Danh sách này thì được liệt kê theo mã số NOC của Cơ quan Phát triển Xã hội và Nhân lực Canada. Tôi xin đưa ra một số ngành nghề nổi bật như sau. Đầu tiên đó là các chuyên ngành về quản lý, tài chính, kiểm toán, bất động sản, sale và marketing. Các ngành nghề về kỹ sư, xây dựng, mỏ, địa chất, dầu mỏ hay là ngành hàng không. Một số ngành nghề liên quan đến ngành y như là chăm sóc sức khỏe, ngành y tá, bác sĩ, y khoa, vật lý trị liệu, hay là ngành giảng viên đại học và trợ giảng. Bên cạnh đó còn có các ngành nghề như là đầu bếp, nấu ăn, thợ hàn, thợ điện, v.v. Và đây cũng là danh sách những ngành nghề nằm trong top 50 ngành nghề thu hút nhất ở Canada theo thống kê của tạp chí Canadian Business năm 2013. Chị Bích có thể chia sẻ rõ hơn rằng là những trường cao đẳng, đại học nào ở bang Manitoba có cung cấp chương trình mà chị vừa kể trên ạ? Dạ vâng, thì ở Manitoba thì không có nhiều trường đại học hay là cao đẳng như là các tỉnh bang khác.
Những trường đại học nổi bật như là trường đại học Manitoba, trường đại học Winnipeg, trường đại học Brandon hay là trường cao đẳng Red River, trường cao đẳng cộng đồng Assiniboine, trường cao đẳng cộng đồng Kewantin, vân vân, thì các trường các đại học cao đẳng này cung cấp mỗi chuyên ngành và điều kiện cụ thể riêng. Theo kinh nghiệm làm việc của Tân Đại Dương thì những trường đại học ở Manitoba điều kiện khá là khó để mà vào. Ví dụ như học lực cấp 3 phải là trên 8 chấm. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào chuyên ngành mà bạn lựa chọn thì họ sẽ xét điểm của từng môn học cho ngành đó. Để biết chính xác thì trường cần phải có bảng điểm cụ thể của bạn. Vì thế bạn có thể lựa chọn cho mình một trường cao đẳng rồi liên thông lên đại học thì nó sẽ phù hợp với hồ sơ của bạn hơn. Hiện nay thì Tân Đại Dương chúng tôi đang là đại diện tuyển sinh trực tiếp cho trường cao đẳng cộng đồng Red River, là trường cao đẳng lớn nhất tại Manitoba. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.